món chính của chị là chị chiên về tép mỡ với trứng lòng đào, thì chị cũng vẫn giữ nguyên bản cho tới bây giờ luôn, vẫn bán tép mỡ và trứng lòng đào. Cái sốt đó thì nói chung là độc quyền của quán chị, bảo đảm không có ai giống cái sốt của chị luôn. Cái tên của nó hồi xưa giờ đặt là bánh chén thần thánh. Thần thánh có nghĩa là thập cẩm đầy đủ cho khách ăn. Nó có khô, bò, gà, mực trong đó, và có tép mỡ, có trứng lòng đào. Chỉ có cái phần đặc biệt nữa, phần đặc biệt là nó nhiều đồ ăn hơn nữa. Nó có những cái topping riêng đặc biệt nữa, như là hả mực cream me nè, rồi mực hấp dừa nè, với lại xá xíu nữa. Nhưng mà xá xíu của chị ngon lắm á, khách thích ăn dữ lắm luôn á. Có nhiều khi người ta cũng mua ký về nữa. Nhưng mà hôm nay chị muốn kết hợp thêm á, cái sườn non vô cái tép mỡ đó là để cho nó thêm cái khẩu vị lạ đi nữa, cho người ta đỡ ngán đi cái tép mỡ. Tại vì hiện tại bây giờ rất là nhiều quán bán bánh chén tép mỡ rồi. Thì hồi xưa chị bán dưới kia cái chị dọn đi bất ngờ luôn, chị không có thông báo, chị nghỉ. Cái lúc có thời điểm dịch đó người ta không cho bán nữa. Cho nên nếu mà cái clip này lên chị cũng mong được là mấy người khách cũ người ta thấy được chị để người ta lại người ta ăn á. Chị tên là Ngọc, chị bán bánh tráng trộn ở địa chỉ 459 Hòa Hảo, phường 5, quận 10. Quán của chị là heo sữa ăn giặt, từ 3 giờ cho tới 10 giờ tối em. Chị bán cái này cũng được 4 năm rồi đó. Hồi lúc trước là chị bán ở dưới Hòa Hảo, ở chung cư ngay chỗ Hòa Hảo á. Bán ở đó cũng đông khách lắm á, nhưng mà sau này hả nó nhiều cái nó xảy ra, với lại dọn hàng cực quá đó, nên bây giờ chị chuyển xuống đây bán á. Có nhiều khách người ta cũng không có biết chị chuyển đâu á. Địa chỉ mới của chị hiện tại giờ là 459 Hòa Hảo, phường 5, quận 10. Cái này là tại vì hồi lúc trước chị cũng không biết làm đâu, nhưng mà chị thích ăn đó, thích ăn cái tự nhiên cái chị làm theo cái sở thích của chị. Mà chị suy nghĩ ra là trộn muối thì nó giống như mấy cái quán khác quá. Hồi cái thời đó người ta còn bán bánh tráng ít lắm, chị tự nhiên chị suy nghĩ thôi giờ mình thử làm cái sốt mình trộn thử coi. Nó kết hợp thứ này thứ kia vô những cái mình thích đó. Cái gì trộn chị thấy ăn thấy ngon, chị ra chị bán luôn. Cái sốt đó thì nói chung là độc quyền của quán chị. Chị làm theo ý của chị, không có làm theo ý của người ta, là sốt theo cái phương, theo cái công thức của người ta có trên mạng. Cái này là chị làm theo ý của chị, bảo đảm không có ai giống cái sốt của chị luôn. Nhưng mà mình phải biết trộn nha, tại vì trộn sốt mà mình không biết trộn thì bánh nó sẽ rất là nhão. Nên mình càng ngày càng trộn thì mình mới giống như mình canh được cái lượng của sốt vô cái bánh á. Thì bây giờ riết thì chị cũng quen rồi, thì nhìn cái là chị trộn được liền luôn á. Ưu điểm của trộn sốt so với muối là mình ăn cái khẩu vị lạ hơn. Nếu mà những người nào thích ăn cái trộn sốt thì sẽ rất thích cái khẩu vị của quán chị. Tại vì cái sốt của chị là nó chua chua ngọt ngọt, nhưng mà nó không phải chua của cái vị me không nữa. Chị nấu rất là nhiều loại trong cái sốt đó. Không, nó không bị dính muối nha, nó không mặn nha. Chị bảo đảm sốt của chị không mặn. Không mặn mà nó không chua lè như là cái sốt me của người ta nữa. Cả cái sốt này đều chị tự làm hết luôn. Một mình chị làm không có để cho mình giữ cái độc quyền của mình. Ngày chị làm có thể trên 5 loại sốt. 5 loại sốt đặc trưng. Sốt trộn bánh chén nè, sốt trộn ché nè, sốt trộn chân gà. Mà trong cái sốt trộn bánh chén là nó tới 2 loại sốt lận. Rồi sốt trộn gỏi xài nữa. Mỗi cái loại sốt nó đều khác hết, nó không có giống nhau. Cho nên ở đây rất là nhiều hũ luôn nè. Nó hơi cực lặng vậy luôn á, nhưng mà chị làm sốt này là chị làm lúc mà chị dọn hàng không hết rồi, tối chị mới là tập trung chị làm. Như vậy rồi chị để tới sáng là cái sốt nó nguội rồi, nó bắt đầu trưa mình dọn hàng ra bán rồi, lúc đó là kịp rồi đó. Bánh chén của chị ở đây á là nó, cái tên của nó hồi xưa giờ đặt là bánh chén thần thánh. Thần thánh có nghĩa là thập cẩm đầy đủ cho khách ăn. Nó có khô, bò, gà, mực trong đó, và có tép mỡ, có trứng lòng đào. Còn nếu mà khách thích ăn theo sở thích khô thì cứ lại đây cứ nói theo sở thích, theo thế nào chị trộn theo ý khách hết luôn. Còn chị có cái phần đặc biệt nữa, phần đặc biệt là nó nhiều đồ ăn hơn nữa. Có những cái topping riêng đặc biệt nữa, như là hả mực cream me nè, rồi mực hấp dừa nè, với lại xá xíu nữa. Cái món xá xíu là cái món chị nghĩ ra luôn, chị kết hợp vô bánh chén, chị bán này cũng được 2 năm rồi đó. Xá xíu không phải như xá xíu của người ta làm đâu nha, chị làm theo cái khẩu vị xá xíu để vô bánh chén nó hợp á. Nó ngọt nhưng mà nó đậm cái vị, nó kẹo kẹo để cho mình vô cái bánh chén người ta ăn nó đúng cái khẩu vị hơn. Chứ nên nếu mà mình như cái xá xíu mà giống ở ngoài bán thì vô bánh chén ăn nó hơi không có giống lắm. Bởi vì mình cũng phải suy nghĩ ra sao mà để mình kết hợp để mà người ta ăn người ta thấy ngon miệng. Đúng rồi. Nhưng mà xá xíu của chị ngon lắm á, khách thích ăn dữ lắm luôn á. Có nhiều khi người ta cũng mua ký về nữa. Cái quán chị là hồi xưa giờ là cái món chính của chị là
chiên, chị chiên về tép mỡ với trứng lòng đào. Thì chị cũng vẫn giữ nguyên bản cho tới bây giờ luôn, vẫn bán tép mỡ và trứng lòng đào. Tất cả các bánh tráng trộn đều có tép mỡ và trứng lòng đào trong đó. Theo sở thích thì khách có thể mình dặn thêm cái yêu cầu đó. Trứng lòng đào thì luộc dễ lắm, hồi ngày xưa bán thì luộc còn cực, sau này á luộc biết mình càng quen rồi giờ dễ rồi, bây giờ luộc bao nhiêu trứng mình cũng luộc được hết trơn á, nó dễ rồi, với lại mình cũng biết nữa. Mà có cái là mình phải biết luộc với lại phải biết lột nữa. Cái trứng lòng đào này á nhiều bạn rất là thích, nghĩa là ăn nó dẻo, nó thơm, nó béo hơn, nó đỡ ngán hơn là trứng mình luộc chín á. Mình luộc chín thì ăn nó thường quá rồi, nó những cái quán khác ta bán theo luộc chín thì những nó cũng trung bình với nhau, nhưng mà mình ăn nó hơi ngán một chút thôi. Có những bạn mà không thích ăn trứng lòng đào mà lại đây có trứng chín thì mình cũng sẽ có trứng chín cho khách đó luôn. Cái tép mỡ đó là hồi xưa đó là thì chị cũng thắng theo của người ta, thắng giòn vậy đó, nhưng mà chị cũng tự nghĩ ra là chị vô sốt, chị không thấy vô sốt mắm, nhưng mà cái sốt đó là cái sốt chị kết hợp nhiều cái gia vị vô lắm để chị ra được cái sốt này, mà người ta ăn người ta không có nghe được cái mùi nước mắm hay là cái mùi gì đó nó nồng quá trong cái tép mỡ, mà người ta ăn không có ngán. Chị bán bánh tráng tép mỡ tới hôm nay là 4 năm nhưng mà lượng khách của chị người ta vẫn rất là thèm cái tép mỡ của chị, nhưng mà hôm nay chị muốn kết hợp thêm cái sườn non vô cái tép mỡ đó là để cho nó thêm cái khẩu vị lạ đi nữa, cho người ta đỡ ngán đi cái tép mỡ. Tại vì hiện tại bây giờ rất là nhiều quán bán bánh tráng tép mỡ rồi, nên mình sẽ làm cái gì đó cho khách người ta thêm cái lạ đi nữa, mà ăn vô có cái độ giòn của sườn non, có cái vị béo của tép mỡ nữa. Chứ cái sườn non làm cũng rất là cực luôn, mà sườn non cũng đâu có rẻ tiền đâu, cũng mắc tiền mà. Mà mình gán mình làm thêm, mà mình xé rồi mình chiên lên để mình kết hợp lại với nhau. Nhưng mà ngày xưa là bán ở quầy chung cư là phải làm hết tép mỡ luôn, rồi phải làm hết tất cả các gia vị rồi mới là mình dọn ra mình bán. Còn bây giờ mình bán ở quán rồi nên đâm ra cứ hết cái nào mình vô mình làm liền cái đó, nó sẽ có đồ nóng cho khách ra. Bởi vì khách tới đây ví dụ nhưng mà tới trễ tới 9 giờ 10 giờ chị vẫn có đồ nóng ra cho khách luôn. Tất cả những đồ mà chị làm á, chị tự làm, nếu mà chị vừa bán hết liền chị sẽ vô chị làm liền ra cho khách liền, là khách sẽ ăn được đồ nóng luôn. Chị không có chữ đồ, tại vì bây giờ mình bán ở trong nhà rồi, mình có cái bếp ngay sau rồi, cho nên vừa hết mỡ hành, vừa hết tép mỡ hay vừa hết xá xíu, bất cứ cái gì mà nấu được là mình chỉ làm ít thôi. Mình vừa xong cái lượng khách đó thì mình vô mình làm tiếp cái đồ mới ra để cho mà khách người ta ăn được cái đồ nóng. Mà cái đồ nóng vô bánh tráng nó rất là thơm luôn. Bởi vậy nhiều khi khách lớn tuổi của chị người ta ăn, mà ngày nào người ta cũng tới ta ăn luôn á, chị nói thật luôn á, nhiều khi 7 ngày người ta tới ăn đủ 7 ngày luôn. Người ta ăn, người ta nói người ta ăn thay cơm luôn á. Tại vì hộp bánh tráng của chị á, chị bán một phần trung bình đầy đủ hết luôn là 35.000 một phần, nhưng mà thực sự một phần nó ăn được 2 người luôn. Đúng rồi. Muốn ăn bánh tráng nhiều hay muốn ăn ít, theo bất cứ cái sở thích của mình thì cứ nói đi thì lại chị làm theo cho. Muốn trộn muối chị có trộn muối luôn. Chị có trộn muối hết luôn, tất cả muối nhuyễn hay muối hột thì, hay là muối bò muối gì chị có hết luôn. Chị có thể trộn theo yêu cầu. Chị có bánh tráng phơi xương nữa. Mình nói phơi xương mỡ hành hay là phơi xương gì chị cũng có hết. Làm đầy đủ tất cả các bánh tráng hương vị luôn để cho những người khách quen của chị người ta có thể ăn được những cái bánh tráng lạ mà ăn tại quán như vậy luôn đó. Chị học một hộp bánh tráng của chị á, là chị trộn rất là nhiều nha. Một hộp bánh tráng của chị trung bình một phần là 35.000, là có đầy đủ tất cả các topping thường trong đó, có thể sẽ ăn được 2 người. Còn nếu mà muốn ăn đặc biệt thập cẩm hơn thì mình ăn phần full topping. Full topping nó chỉ có 55.000 thôi, nhưng mà ăn được tới 2-3 người, nhưng mà ăn đồ ăn trong đó chỉ có toàn là đồ ăn thôi. Khô trên xe chị có cầu tới 7-8 loại khô luôn á, rất nhiều luôn. Mà gà nè, gà giòn, gà tỏi nè, mực xé nè, mực hấp dừa nè, mực rim me nè, bò dụng nè, bò giòn nè, bò lát nè, bò đen nè, bò đỏ nè, chị có đủ hết luôn. Nhưng mà những cái loại khô này là những cái loại khô chị không làm được thì chị sẽ đặt hàng người ta, nhưng mà chị đặt hàng là chị kêu người ta lấy cái loại ngon cho chị chịu cái giá thành cao về chị bán cho khách chị ăn. Nhưng mà mình bán cái loại khô này người ta lại ăn rất là thích luôn. Mình ăn vô một miếng khô mình cũng đủ thấy ngon nữa. Có nhiều khách kiểu mà tới mà thích khô, ta bán khô. Đúng rồi, em khô lại đây là em thấy rồi, khô là cục bự bự không, chứ đâu bán cục nhỏ đâu. Nè, khô gà nè, cục bự bự không nè. Chị không bán khô nhỏ. Menu của chị á, hiện tại bây giờ á, là gần 30 món. Nó nhiều lắm, nó đủ thứ món trong menu hết trơn, có bánh tráng cuốn rồi cuốn xá xíu rồi cuốn bò đen
rồi hả, cuốn sườn non chị rất là nhiều loại cuốn luôn, rồi trộn cũng có nhiều loại nữa, rồi có chân gà nữa, có ché nữa. Hiện giờ là chị bán cũng được ché lắm á, món ché của chị á là có ché trộn nem bì với lại tép mỡ với trứng hồng đào nè, rồi ché trộn chả đặc biệt nữa, rồi ché trộn với lại mực hấp, mực rim rồi này kia nữa. Những cái món đó ta mua về ta ăn với gia đình hay là ta nhậu rồi do đó người ta hay mua lắm luôn á. Nếu mà một phần ché trung bình của chị bán á là có chả thì là nè, chả chiên nè, chả bò nè, với lại nem bì, rồi với ché, rồi xoài, rau cốc, rồi lại trứng hồng đào với tép mỡ đó, rất là nhiều đồ trong đó. Nhưng mà một phần ché chị bán chỉ có 70.000 thôi, muốn ăn thêm với bên khác thì 90, hoặc ăn phần ché đặc biệt là 101, là có rất là nhiều chả luôn. Cái đó mình có thể về mình mua cái phần nó về ăn với gia đình hoặc là ăn tiệc trên kia với bạn bè. Đúng rồi, phần 70 là ăn được 2 người luôn đó. Chị bán cái quán của chị nó thực sự ra là chuyên về mấy cái topping đó, chị tập trung vô mấy cái topping bỏ cho khách lắm, nên đâm nếu mà khách nào thích ăn topping nhiều lại quán chị sẽ rất là thích. Còn nếu mà khách không thích ăn topping mà ăn chỉ có tép mỡ với trứng không thì cứ lại nói là chỉ thích ăn tép mỡ với trứng không thôi, chị sẽ làm theo ý khách luôn. Tép mỡ á, thường á, hồi ngày xưa á, là 40 tới 40 mấy ký hoặc là tới 50 ký là chuyện bình thường, nhưng mà hiện tại bây giờ á, là chị mới sanh em bé xong nữa nên chị ngưng một thời gian á, chị ngưng bán một thời gian á, cái lượng khách đi chị cũng mất đi nhiều lắm luôn á, nên hiện tại bây giờ là chỉ còn có khoảng chừng 30 kg thôi. Một ngày chị làm nhiêu đó là nhiêu đó thôi, chứ nếu mà tại vì chị mới sanh em bé có 2 tháng chị không có sức khỏe đó, nếu mà chị làm được nhiều nữa chị sẽ làm tiếp nữa. Thôi cái phần tấp mỡ mình lựa phần tấp mỡ là mỡ gì đó? Mỡ của chị là cái sống lưng, chị lấy cái loại mỡ ngon nhất luôn, mỡ cục cục á, sống lưng nó mới ra được cái cục mỡ giòn. Đúng rồi, cái chị cũng khó lắm, khi mà cái người giao mỡ lại cho chị mà không đúng mỡ chị cũng không chịu lấy đâu, tại vì mình đã lấy mối người ta rất là lâu rồi, mình phải đưa đúng cái loại mỡ ra thì mình mới thắng ra được cái mỡ đó, tại vì mình chủ yếu mình bán bánh cho người ta là bánh tráng tép mỡ mà. Với lại chị có bán cái tép mỡ không đem về để ăn cơm nữa nè, cái bánh tép mỡ không nữa, hủ vậy là 60.000 nè, mình có thể để được mấy ngày luôn á nha. Cái này là làm mới luôn, cái này người ta mua về nhiều lắm á. Chị nổi tiếng về bánh tráng tép mỡ, hồi ở ngay nói chung là ở mấy cái quận khác thì có nhiều quán lắm, nhưng mà ở quận 10 này là hình như là bánh tráng tép mỡ của chị là mạnh nhất á. Nhưng mà chị hơi mấy cái quận 10 chỗ khác chị không biết, thì chị nói đang nói trong cái khu của chị nha. Còn người ta ăn tới bây giờ luôn á. Có nhiều người khách người ta không kiếm được, nếu mà cái clip này lên nó cũng mong cho khách người ta thấy chị để người ta lại người ta ăn á, tại vì hồi xưa chị bán dưới kia cái chị dọn đi bất ngờ luôn, chị không có thông báo chị nghỉ. Cái lúc có thời điểm dịch đó người ta không cho bán nữa, công an đuổi hoài nên chị đâu có được bán nữa, chị nghỉ một thời gian luôn, cái khách không kiếm được chị. Lúc mà chị lại đây là cái người khách ta cũng không biết chị đi nữa, cho nên nếu mà cái clip này lên chị cũng mong được là mấy người khách cũ người ta thấy được chị để người ta lại người ta ăn á, chị cũng cảm ơn nhiều lắm luôn. Chị không có đếm được luôn á, chị mà đứng trộn hoài mà đâu có đếm được. Không, mỏi không mỏi vậy đó. Trộn, nếu mà không được trộn mới là mỏi. Chỉ muốn được trộn thôi, mình trộn quen rồi, mà chỉ muốn được đứng trộn thôi. Nhiều khi mình thấy cái người khách tới ăn mà đã thấy ngon mình cũng thấy vui, và mình làm cực mình cũng thấy vui nữa. Bây giờ mình có cực ở nằm mình thấy ta ăn mà người ta thấy ngon miệng, tự nhiên trong lòng mình thấy vui dữ lắm luôn vậy đó. Với lại cái công sức mình bỏ ra nữa, thực sự ra cái nghề này á nó cực lắm, thấy nó như vậy chứ nó rất là cực luôn. Chị làm dữ lắm luôn á, làm tới khuya luôn á. Đúng rồi, nó cứ li chi lít chít, bởi vậy đâm ra chị không thể nào dọn hàng buổi sáng kịp hết, phải tới đúng 3 giờ trưa chị mới dọn kịp, tại vì 3 giờ trưa chị mới nấu đồ xong. Chị bắt đầu bán từ 3 giờ tới 10 giờ tối. Ở trên app, tên quán của chị trên app là Theo Sữa Ăn Giặt Hòa Hảo ha. Người ta tới ăn á, mấy người lớn tuổi rất nhiều luôn, người ta nói ăn ở đây rồi á không ăn chỗ khác được, tại vì cái người lớn tuổi người ta thích ăn cái sốt này á. Cô nó nói ăn ở đây rồi là hả, tôi ở bên quận 4, quận 6 tôi cũng gán đi qua đây tôi mua nữa. Với lại nhiều khi á, con người ta đòi ăn á, người ta phải đi mua cho bằng được luôn á. Cái người ta ăn riết ta thành mối luôn, mua cầu 2 triệu mấy luôn á. Ta đặt không như phần á, rồi cái phần chân gà, tép mỡ chung, lắm tính tiền cho người ta là 2 triệu mấy rồi, khoảng chừng 3 triệu. Giống như lâu lâu người ta mua tặng cho công ty hay là tặng cho bạn bè người ta vậy đó. Chứ cái này cái giá tiền đâu có nhiều đâu, mua cái lượng đó là cũng mua nhiều phần lắm luôn rồi, tại vì phần này có nhiêu tiền đâu. Người ta ăn á, nhiều khi người ta nói mua một hộp này về á, thật sự luôn ăn giống như hộp cơm vậy đó. Nếu mà những vị khách nào mà chưa ăn thử thì cứ lại đi ăn thử quán mình đi.
mình nói thiệt chứ không phải là nói gì, cứ lại ăn thử một phần đi. Có nhiều khách ở xa người ta giờ dặn mua chị có bán cái phần để tự giờ trộn để người ta về nhà ta có thể đem đi xa được á. Chị có khách nó qua Hà Nội cũng đặt hàng chị nhiều lắm á, người ta đi ra quải rồi chị để hết tất cả tất bên riêng cho người ta. Rồi quải khi nào người ta ăn người ta mới trộn lại ta ăn thôi. Chị hả, khách miền Tây chị ít có nhận đơn, tại vì nếu mà tự khách được á thì chị mới dám làm, tại chị không có biết cách gửi á, với lại chị lo bán gì nè đâu có gửi được. Nói chung là cũng nhiều lắm, với lại nhiều bạn cũng xin học lắm luôn á. Mà chị cũng không dám nhận á, mình nhận mình sợ mình không có dạy người ta được như ý nữa, nên mình cũng không dám nhận. Với lại mình muốn giữ cái độc quyền nữa. Thì những cái phần này là chị làm cho người ta đem ra Hà Nội nè. Cái anh này ảnh đem ra Hà Nội nè. Ảnh mua 5 phần về cho vợ ăn đó. Ảnh mua để dành cho vợ ăn. Ờ đúng rồi, ảnh mua để tủ lạnh ăn từ từ á. Thiên đường ăn vặt á hả? Có nhiều người ta nói sao bán gì quá trời gì, bán nhiều quá á. Ta cũng dễ ăn này kia, nó lại nhiều khi lại nguyên gia đình luôn á, mà chỉ có bán nước nữa nên đâm ra người ta có thể vừa ăn vừa uống luôn. Mà đa số là nhiều khi người ta cũng mua về được nữa. Tất cả các nước mà hot trend hiện tại giờ chị cũng bán luôn á. Chị cũng gán chị cập nhật đồ này kia để cho khách mình có thể thưởng thức được, cho nên những cái món nước mà hot trend, chà me, chà mắng cầu, tất cả chà hot thì chị cố gắng chị bán luôn, mà chị cố gắng chị nấu ra cho ngon nữa. Để người ta uống người ta còn quay lại chứ, để người ta uống cái chửi. Tiêu chí của chị mở quán này là chị muốn cái quán của chị càng ngày càng giống như là có được nhiều lượng khách hơn, với lại hả càng ngày mình có được lòng nhiều khách hàng hơn, mình thành một cái quán gọi là có thương hiệu luôn rồi đó. Chị muốn sau này cái quán chị nó có thương hiệu luôn, là nên chị muốn duy trì hoài vậy luôn á, cố gắng mỗi ngày mình làm mới quán, với lại làm những cái món ngon để cho người ta ăn, người ta không có ngán, ta dẫn tới ta ăn hôm nay ta ăn món này, ngày mai ta tới ta ăn món khác.